giới thiệu đến anh em một con đài radio của Mỹ. Con đài này có tên gọi là Zenith 7000. Này anh em có thể đưa vô đưa ra. Đây có một cái sách sóng của thế giới. Con này thì nó chạy đa dòng điện, đã gạt qua điện 220. Đây có một cái nút volume, cũng là cái nút mở nguồn. Chúng ta sẽ kéo cái anten lên. Sáng tạo từng bước mà còn khó khăn thì cái nhà sản xuất kinh doanh của mình mà từng bước phục hồi và để phát triển. Thế thì trong những tháng vừa rồi thì thành phố cũng đã rất là quyết tâm chỉ đạo để có thể là tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định cho các doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng đồng hành sát cánh cùng các doanh nghiệp để xây dựng các cái phương án sản xuất kinh doanh an toàn. Ở đây thì anh em thấy trên tại các cái vùng địa phương có cái đèn rồi đã xảy ra dịch bệnh nặng nề. Đèn này nó sử dụng pin, có một quả pin đại phía sau. Tiêu thụ sản phẩm, các vấn đề liên quan đến lưu thông hàng hóa. Và cái nút này nó sẽ có đèn, tăng cường chất lượng radar để đảm bảo cái giảm thiểu thời gian cũng như là cái công sức tối đa cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục liên quan để có thể là tập trung vào việc sản xuất kinh doanh. Đây có một nút gạt để anh em chuyển sóng FM này. FM này. AM nó là BC. Trước đó để kết nối du lịch của thành phố. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây nó có một nút chỉnh giống như tông nhạc. Các doanh nghiệp của hai địa phương. Hai cái nút này thì anh em nó là cái dạng sóng ngắn. Đây là chúng ta sẽ để nó về phần off. Để đáp ứng nhu cầu của AFC. Và bên cạnh những tuyến này thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển trong các lộ trình tuyến tới để nối liền các cái điểm ở lân cận như là có thể nối liền Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bến Tre, và cũng có thể nối các điểm Tiền Giang, Trà Vinh với các tuyến mà chúng tôi đang khai thác ngày hôm nay. Theo kế hoạch, dụng hệ thống quản lý chất lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ. Đến nay Hà Nội đã có theo kế hoạch tổ chức đi học của học sinh sinh viên và các trường. Đây chính là những thông tin tiếp theo trong ngày hôm nay. Tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Cái background cũng màu đỏ luôn. Chính xác. Và hai bên sẽ là hai anh chàng nhìn mặt rất là hiền lành. Xã hội, nếu mà chỉ có tương tác một chiều là xem trên website thì cái người mua cũng không có. Mua các đơn vị phân phối và môi giới chuyên nghiệp trong cái xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Miss AI sẽ là một cái trợ lý công nghệ đa năng, sức mạnh vượt trội để có thể giúp cho người mua và người bán tìm gặp được nhau. Vâng ạ, nghe đến người nhân tạo Miss AI bất động sản thì rất là thú vị. Vậy thì mình có thể hình dung về Miss AI này như thế nào? Cô ấy có sức mạnh gì để có thể giải quyết các vấn đề thay cho người môi giới bất động sản? Câu hỏi rất là hay, thì cả mình cũng xin chia sẻ về người nhân tạo là một sự kết hợp của nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến với nhau. Ví dụ như là trí tuệ nhân tạo AI, máy học machine learning và ngôn ngữ tự nhiên NLP và những